Hiện Tiên xin chào các bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Ủa chị, buổi chiều của chú anh chị bích rồi, bỏ hết bình bông rồi hả? Hôm nay là Tiên lau mộ sớm để ra về. Ủa, giấy mình nó ngoài vậy ta? Hả? Giấy? Giấy sao? Cái giấy mình ngoài. Ủa nó không thành chị? Ôi, cái bông hồng. Xin phép là lau mộ sớm cho chú để về có việc của chú anh chị đây. Ê, cái này, cái giống này là sao kỳ ha? Sao nó màu lên nửa trắng nửa hồng? Nửa trắng nửa đỏ chứ. Đó. Đây cái bông hồng hồi sáng nè. Hồi sáng cũng đó. Em thấy bông hồng đẹp không? Bông hướng dương đẹp mi. Em thích bông hướng dương nên là bông hướng dương đẹp. Hướng dương nó có cái màu sặc sỡ. Cái sở thích của em nha. Còn mà nhìn bằng mắt thì hoa hồng đẹp hơn. Đâu rồi, chị là tính ra cái nào cũng đẹp rồi. Bông là đẹp mà. Nãy chị Hồng Loan lên mang lên hoa sen lên nè. Chứ hai cái bình. Nó em nó cũng đeo lồng đèn. Đó là cái này không phải lồng đèn không ơi. Cái gì? Cái đó là đèn kéo quân. Rồi. Cái em phải lau dọn. Lau dọn hả? Dạ, phải lau dọn bữa nay em mấy giờ về đi. Giờ là 3:20 ha. Bữa nay thì về ngày chú sớm để mà trả con nhậu ra. Có một cái chuẩn bị lòi sỉ, chuẩn bị lên đen một mầm mà cô chú anh chị ơi, găng bé đen một mầm đi. Ủa vậy mình lau đi. Đó là cái bình đèn kéo quân, kéo đâu có phải là cái lồng đèn. Sáng giờ đợi chị Hồng Ngọc, chị Hồng Ngọc chị tới. Sáng chị Hồng Ngọc tới rồi đó. Hả? Rồi sáng này chị. Tới đây. Rồi sáng chị Hồng Ngọc tới rồi. Gì? Trời ơi, chị quắn luôn nha nè. Thiệt không? Ngọc tới đó. Ở chị Hồng Ngọc không? Quắn nguyên cái khăn rồi luôn. Chị còn thấy có gì nè, không nói chuyện luôn á. Không nói chuyện luôn. Chị nói anh em. Hai hai cũng nói vậy nè, chị Hồng Ngọc cái nó phải không, phải không cái em nói anh yêu nghe tiếng không phải chị không nó tiếng không mà lùng hả? Cao cũng cao luôn không? Cao là không phải là lùng cỡ em mới là chị Hồng Ngọc. Chưa chắc anh thấy chị gửi tấm hình cho anh không? Chưa chắc, rồi em gửi tấm hình khác rồi trong đó em đang nói chuyện anh không biết rồi. Chị đó, chị cao có 1.5 à, giờ nói sao không được. Mà nói chung là sáng xong nghe anh yêu nói là chị Hồng Ngọc tổ chức giáng sinh cho chú mà đây. Chưa thấy ngẫu hay gì chẳng hay là chắc là chiều tối đi chị yêu giáng sinh mà tối nay yêu đó. Nhưng mà điều sợ rồi khổ dậy hết có đi xem được thấy không? Dạ không, ở đâu lận hả? Chỗ ở đó, chỗ Kim Chí Long hát chỗ đi không? Chỗ hả mà? Ừ. Ừ. Chị làm cái nhỏ. Ừ. Ừ. Đi không ai. Ủa. Cái nào cao quá con để đi con tự làm đi con đứng lên. Có này hát nè. Đi coi được là hay lắm. Ba gì đó. Mà cũng là hàng tuần chị luôn đó. Mình phải lau luôn mấy cái đó nha. Tại nãy mình đứng lên. Cô Lê Hỷ với chú Minh Dương đều là một trong những người có cái biệt danh hay lắm đó nha. Cô Đào cái gì, cô Lê Hỷ là cô Đào gì á, còn chú Minh Dương là cái gì là mỗi người có một biệt danh hết, như chú Minh á biệt danh ông Hoàng Hậu Hoàng. Nghe nói là cô Lê Thị cũng làm cơ thể nhiều lắm đó. Vậy ha. Để chân dài lâu quay vợ lấy cái điện
biết cái này tổng cộng là bao nhiêu màu. Không chào đại lên. À, đúng là cái mẫu chú sạch cái mặt. Chị Tư đó, chị Tư đốt hoài cái này nhưng mà để bữa nay đốt luôn phải không, mình để Tư lên hả, Tư lên một tối mình bưng xuống luôn bà đó, giờ bác chở lầm để đem lúc lầm thôi, chơi lúc lầm Tư rồi, chơi lúc lầm. Hey chị Tư chuẩn bị đi ai nói chị Tư trên nắp lầm đâu, tôi đăng lên mới được, ai nói đâu em, giờ mình nhớ chị nói là chị Tư trên nắp lầm nè, rồi ai nói nữa. Là nước lầm mà là giờ chơi nên cũng chưa với ai hết. Thế là tối ba điện mì xong rồi nói thôi chơi nên đó. Rồi tới này là mi tới công chuyện với tới chị tới công chuyện. Ê em thấy cái bắp cải của nhớ rồi cầm bông mới nhớ. Thôi giờ đi ra tưới bắp cải đi. Cái này anh cắm đúng không? Cắm đâu mà cắm cái cây lên luôn. Cây của ta lên mà nó gì trời. Nó quấn tròn lại. Không, cái ý nó là cái bình mua là của nó gì luôn hả? Đâu anh mua riêng chứ. Anh mua riêng thì anh cắm vô đúng không? Đúng rồi. Rồi sao không cắm xay cái bông này ra như cái mặt này? Chứ đó là suy nghĩ chưa tới nữa không? Nè để gì cái bà cũng bắt bẻ tôi nữa hay không? Bà canh cái em, bà canh cái mặt bà bắt bẻ anh nữa kìa. Nói gì nữa? Người ta xay cái bông này ra đây nè, xay cái mặt nhìn sớm đẹp. Sớm nói em rào rồi nhưng mà em nói cái lúc đó là lập chập. Đó. Hay chưa? Bây giờ nó méo xẹo con bên cái bình bên đó cũng bà, vậy. Bây giờ là bà cầm bà đi bà bẻ. Cái này lên cho anh. Bà bẻ đâu em để coi cái này em mới nhớ. Ta góp ý. Cái này coi sao nhớ. Thì cầm bình bông này mới nhớ tới cái này là hồi sớm có nói rồi. Sớm có nói em rồi. Mai anh mua hoa cho cắm thì vô sớm cắm nha. Rồi giờ đốt nhang đi. Còn đèn là chờ để mấy anh đèn chân dầu luôn. Đèn chân dầu để chiều không mấy anh? Để làm hết rồi chịu mấy anh lấy gì làm. Mấy cái bông kia nó cũng bị nắng táp chứ nó bị sao? Anh đi
Chạy giống nghe ai nói nó nghe có chân dài nó. Em để cây giấy. Ai cho cây vậy? Ngọc hả? Bỏ nó đỡ chị hai luôn. Trời ơi, cái hoa ta mà cái chỗ để của ổng để căng ổng. Hoa thấp nhang rút quân. Rút quân về bài bài đó không? Rồi, thôi hấp nhang thôi. Bữa nay về có một việc vô cùng trong đại đó chính là nhổ răng. Bình thường mình nhổ răng không sao nhưng mà nhổ răng cho bé. Đúng rồi. Thấy răng. Dưa nó phân biệt cho Ngọc kìa. Để hai bữa luôn đi. Để hai cái bữa luôn đi. Vô tới bệnh viện Di Động đó sao không? Cột tay cột chân lại với nhỏ. Cái này nó lớn không biết sao. Nè. Hoa hồng gì nè, nó mắc hoa hồng đỏ. Mấy cái cây này là rắc quần ngay trước đúng không? Rắc quần trước đâu. Lúc nào trèo qua trèo lại uống rắc quần ngẫu cho môi. Vậy cái hồng này mà mắc cái hồng đỏ bên đây. Cái này 250 nè, còn bên đỏ thì có 200. Bà sẽ mua ba bó cho ta bớt mặt nha. Phải đi vòng vòng. Con kêu đưa để chụp quay đi. Đồ áo ăn có cần dặn lại không? Được. Bắt quá vướng cái giò thì làm cái ập. Siêu mẫu nha, siêu mẫu làm caramel á. Quay mà có rắc có gì vậy? Khán giả đừng chữ. Quay sau lưng không. Cho mai cũng dạy lên đó không? Alo. Trời ơi, ngô phạt độ à. Chị gửi cái cục này ra chứ gì. Trời ơi, mai có vàng, có thấm không?
việc của mấy sao ông về á. Ê, chân bông chú Nai lại sực cái hồi nãy rồi sực lúc đó đem đi thành á, đuổi nó đi á mày. Có nãy có em mà bữa con ăn là một bông đó mày, con hu hay sao á. Ừ không sao, bầu ăn bữa nè cái đó mà móc cái hòm lên 7 năm 8 năm gì đó mà chôn á, xong móc về đây chị chôn đây nè. Ủa là sao? Là sao? Cái là ông cụ đó 71 tuổi à, mà cái chỗ đó ông chôn chỗ đó là giờ bán đất á, rồi đem về đây. Ý là chôn xong rồi 7 năm 8 năm rồi. Ủa vậy sao mình không đem đi thiêu ta mà lại đi chôn nữa là sao ta? Thì trước đó đã chôn rồi, hiện giờ chôn luôn. Không chôn nhưng mà mình móc lên là mình còn đem cái hòm đi hình đi. Mình đem thiêu cũng được mà. Quý nữa. Chắc tại người nhà không muốn chôn. Ừ. Cái nó qua nha. Cái con hù mà nó ăn tự nhiên bữa nay con bự. Nó bự bằng y con trâu luôn. Ủa cái sừng nó cứ ngắt luôn á. Lão giờ ở đây chưa thấy con hù đó, bữa nay thấy lại thấy em thường. Em chỉ thấy con hu một sừng thôi. Bữa nay con hu hai sừng. Hồi nãy con còn trông nha, mà nó bự lắm. Hồi nãy có con á. Nhưng mà cái con đó em thấy nó hiền á chị Tiên. Cái con đó em thấy nó hiền. Con hu nó mới hiền chứ. Con nai nó dữ lắm. Lẽ con nãy con nai hả? Con nào á mà nó không sợ mà nó mình đi lại mình thấy nó đứng ngơ ngơ kìa là con đó nó dữ á. Con đó là con nai á. Còn con hôn nó chưa tới là nó chạy mất tiêu rồi. Chạy nhanh lắm. Mà nó sạch sẽ nữa. Thì mình mằng nhiều thì tiền nó cũng được nhiều vậy thôi. Mà cũng mệt, giờ không mằng không được phải không? Không em hết, nãy nó mắc em thành 4 mí luôn. Thường nó có 2 mí à, nó mằng đêm giết nó thành 4 mí luôn. Từ 3k mà giờ xuống khoảng 2k luôn hiểu không? Mà chủ nhật mặn luôn mà. Kệ đi, Tết tới nơi mình ghé mà cài. Qua Tết rồi nhiều khi không có hàng nữa. Đúng rồi, em cài đây tới Tết thôi, qua Tết là bắt đầu hết hàng nữa rồi đó, thất nghiệp tiếp. Bỏ ráng nha em. Vậy cái Tết mà đâu ai kêu mình làm nữa. Dạ. Muốn ăn ăn, muốn nằm nằm phải không? Mấy ngày Tết á. Nghĩ cũng được nửa tháng á. Năm nào cũng vậy. Công ty người ta cho nghỉ có 1 tuần chứ công ty em nghỉ được tới 2 tuần. Chị Hồng Loan hẹn mấy anh em là Tết Tây lên live stream chung. Bữa nay là chỉ cho caramel của chị là nghỉ đi chơi Giáng sinh rồi. Mà bữa nay chị lên chị đâu có quay gì đâu. Lễ mà. Bởi chị về sớm ha. Ừ. Thì cũng lên thấy chị cũng trò chuyện rồi. Tới 2 tiếng, tầm 2 tiếng. Ừ. Bữa nay lên cũng về sớm chứ. Nó đã lên rồi sao rồi em kể lên bây giờ mất xưa rồi. Ừ. Tối nay 8 giờ là chim đúng không? Rồi tới đây cái video của Huyền Tiên xin kết thúc của chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha. Đừng quên đăng ký kênh cũng là like để Huyền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Rồi em cũng xin chúc cho đại gia đình của mình ở mộ ha. Ekip nè đó
là có một cái buổi Giáng sinh thật là vui vẻ nha. Em kênh của Thiện Tiên là cho một like nha mấy khán giả Thiện Tiên. Cô anh Phong ơi, chúc anh có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ bên gia đình mình nha. Okay. Ngọc Trinh chúc khán giả bên Thiên Tiên được hưởng một mùa Noel được an lành, an vui bên những người thân yêu của mình. Và qua TikTok của Ngọc hay cô chú? TikTok của anh Thế Ngọc là gì nè? A cộng Nguyễn Thế Ngọc 1256. Ôi, A cộng luôn. Rồi, My có lời nào nói với khán giả không? Em không biết gì hết trơn á. Có nói gì đêm Giáng sinh không nè? Có người kêu anh. Rồi, anh. Anh áo vàng có gì nói không? Hai người đứng bên chụp. Không. Đêm Giáng sinh không nói gì khán giả rồi hả? Có ai nào nói? Đây là hai người. Thôi chào. Trời ơi, coi kìa, tắt anh Phong cũng lật đật bật máy. Rồi, chúc cô chú anh chị có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Không lo bị gì.